Mày cứ yên tâm đi, qua đẹp của vườn này là tao nó kêu lên xe hết rồi. Rồi tranh thủ đi, lẹ lẹ đi. Bây giờ mình đi qua mấy vườn khác, thấy chỗ nào đẹp gom hết luôn. Đợt này cho cha con nó dở khóc dở cười luôn. Cho cha con nó ngáp gió luôn. Mình mua qua với giá gấp đôi mà ai không bán cho mình. Đúng rồi, tao mày đứng đây nào ngồi hả? Anh hai chủ cho mình ngáp gió luôn, đi lẹ đi cha. Con chào cô Sáu. Ủa Lan, con của Tư Đa, con qua đây có chuyện gì? Dạ, con tính qua để mua lại bông vườn nhà cô. Cái gì? Con đi mua bông hả? Dạ, bông bên nhà con bị người ta xịt thuốc chết hết rồi, nên ba con không có bông để trưng hội hoa xuân. Bởi vậy con tính qua đây mua lại bông để chữa cháy. Mèn đét ơi, nếu mà cô biết vậy hả, cô chừa bông đẹp lại cho con. Là sao cô? Cô bán cho ai hả? Hồi sáng này nè, có hai cậu thanh niên tới đây mua hết 200 chậu bông. Nhìn không có giống như người lái buôn đâu nha. Sao ngộ vậy? Không phải lái buôn mà mua nhiều hoa để làm gì? Giá hả? Là cao gấp đôi giá thị trường luôn. Mấy cái vườn hoa ở bên đây hả, người ta đem hoa đẹp ra bán hết rồi. Mà bây giờ hả, Tư Đa có chịu mua kiển không? Bây giờ cô còn kiển à? Cô có nhớ hình dáng của hai người đó như thế nào không? Hai người đó hả, có đeo khẩu trang. Mà tôi nhớ là có thằng cậu lùn lùn, thấp thấp người, có thằng cậu cao.